trong hơn một tuần qua ở vùng núi Bắc Bộ vượt tổng lượng mưa trung bình cả tháng 8. Đêm nay và sáng mai khu vực này tiếp tục có mưa to, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất. Trung Quốc mở chiến dịch giải cứu hơn 1.000 hành khách trên 3 đoàn tàu bị mắc kẹt do mưa kỷ lục. Tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Đây là thông tin từ cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus. Lượng mưa trong hơn một tuần qua ở vùng núi Bắc Bộ đã vượt tổng lượng mưa trung bình cả tháng 8. Các chuyên gia khí tượng đánh giá nguyên nhân gây mưa đợt này khá giống với đợt mưa kỷ lục tại Quảng Ninh năm 2015. Từ ngày 1 tháng 8 đến nay, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, lượng mưa đều vượt 300mm. Thậm chí ở Yên Bái, lượng mưa còn trên 500mm, gấp đôi lượng mưa trung bình cả tháng 8. Mưa lớn như vậy là bởi một rãnh thấp nối với một vùng xoáy thấp nằm ngay trên khu vực Bắc Bộ. Vùng thấp này ít dịch chuyển nên gây mưa kéo dài. Đây là hình thế gây mưa lớn điển hình ở khu vực Bắc Bộ như đã từng gây ra đợt mưa kỷ lục ở Quảng Ninh vào năm 2015. Mưa lớn sau chuỗi thời gian miền Bắc xảy ra nắng nóng kéo dài. Trong tháng 7 có tới 25 trên 31 ngày xảy ra nắng nóng. Đất đá vừa cực khô chuyển sang trạng thái cực ẩm nên đã xuất hiện hiện tượng sạt lở đất trên diện rộng vừa qua. Dự báo mưa lớn sẽ còn duy trì ở vùng núi Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, lượng mưa có thể vượt 100mm. Ngoài sạt lở đất thì nguy cơ cao xảy ra cả lũ quét. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến chiều nay, đợt mưa lũ ở Bắc Bộ đã khiến 11 người thiệt mạng, 2 người vẫn còn đang mất tích. Đang tồn tại hơn 3.000 điểm ở 12 tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn. Trước diễn biến mưa lũ sẽ còn phức tạp trong thời gian tới, các địa phương cần khẩn trương công tác khắc phục và ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân. Hơn 600 mét bờ sông Thao ở Phú Thọ bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Trong đó có đoạn sạt kè Bản Nguyên, tuyến kè bảo vệ cho 1.000 hộ dân của xã Bản Nguyên và xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao. Đây mới chỉ là một trong số rất nhiều điểm mất an toàn nếu xảy ra mưa lũ. Theo thống kê, hiện có hơn 3.000 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, trải rộng trên 12 tỉnh vùng núi phía Bắc. Đáng chú ý, Sơn La có hơn 900 điểm, Lai Châu là 512 điểm, Yên Bái là 335 điểm. Chúng tôi dự báo là trong thời gian tới vẫn còn có cái xuất hiện các cái đợt mưa lớn, mưa rông diện rộng. Nên ngoài cái việc chúng ta vẫn tiếp tục phải đề phòng cái nguy cơ về sạt lở đất thì chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là chúng tôi cần phải đề phòng cảnh báo cái nguy cơ cao xuất hiện các cái lũ ống, lũ quét. Thông tin từ cuộc họp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ ở vùng núi phía Bắc, đến nay vẫn còn những điểm sạt lở chưa khắc phục xong tại quốc lộ 279D, quốc lộ 32 trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Yên Bái, chưa thông xe và vẫn có những nơi bị cô lập. Công tác khắc phục cũng gặp khó khăn khi mưa vẫn còn tiếp diễn. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương cần tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ theo đúng công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương phải cần tập trung là rà soát, đánh giá những cái khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Những cái khu vực nguy hiểm như là ngầm tràn, những khu vực thấp trũng, những khu vực mà nước chảy xiết thì cần phải cắm biển cảnh báo, cũng như là cử người canh gác nghiêm cấm bà con đi qua. Theo dự báo, một đợt mưa lớn trên diện rộng sẽ quay lại từ đầu tuần sau ở khu vực phía Bắc. Như vậy, các địa phương sẽ chỉ còn ít ngày nữa để khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và ứng phó với đợt mưa mới. Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố sổ tay phát thải khí nhà kính. Đây là bước thúc đẩy trong lộ trình thực thi kiểm kê khí nhà kính của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong xu hướng phát triển xanh của thế giới hiện nay. Việc kiểm kê khí nhà kính sẽ mở ra cơ hội về thị trường và thu hút đầu tư. Năm 2022, điện năng tiêu thụ gần 130.000 MW một giờ, tức là phát thải gần 56.000 tấn CO2 tương đương. Vừa là đơn vị sản xuất, lại cũng là đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp đã tiên phong thực hiện kiểm kê khí nhà kính hơn 6 năm qua. Việc quản lý và đo lường khí nhà kính trong 6 năm qua đã giúp cho công ty tối ưu hóa được việc sử dụng năng lượng cũng như là tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thêm vào đó cũng đã giúp cho công ty đáp ứng được những yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đáp ứng các mong đợi của các quỹ đầu tư quốc tế. Từ tháng 10 năm nay, EU sẽ áp thuế carbon đối với những mặt hàng xuất khẩu vào thị trường này.
Còn đối với thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư quốc tế yêu cầu doanh nghiệp niêm yết phải có báo cáo phát thải khí nhà kính với số liệu chi tiết. Để có thể bắt kịp xu thế này, doanh nghiệp cần có một cuốn sổ tay hướng dẫn cụ thể. Cuốn sổ tay hướng dẫn phát thải khí nhà kính này đảm bảo là có cái tính thực tiễn và thực hành cao, giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện ngay lập tức kiểm kê và báo cáo khí nhà kính. Có các chuyên gia ở nước ngoài, trong và ngoài nước để góp ý vào cái cuốn sổ tay này. Cái cuốn sổ tay này nó gần như là một cái là cầm tay chỉ việc để hướng dẫn cho các doanh nghiệp theo từng bước một để làm sao đưa ra một cái báo cáo nó chuẩn mực. Để khởi động lộ trình thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về bằng không vào năm 2050, Việt Nam đã có những quy định bắt buộc kiểm kê khí nhà kính đối với một số đối tượng từ năm 2022. Bên cạnh hơn 1.900 doanh nghiệp phát thải mỗi một năm trên 3.000 tấn CO2 tương đương, thì những doanh nghiệp mà niêm yết trên sàn chứng khoán cũng phải làm báo cáo phát thải khí nhà kính. Đây vừa là nghĩa vụ và vừa là quyền lợi của doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc có thu hút vốn đầu tư lâu dài. Việc xây dựng những báo cáo phát thải khí nhà kính cũng được coi là tiền đề cho Việt Nam trong việc phát triển thị trường carbon trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét. Kiên quyết di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở. Tiếp tục rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là ở khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch, ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm về quản lý sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng, hoạt động xây dựng, khai thác, tập kết khoáng sản trái phép để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ, dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở, lũ quét, kỹ năng ứng phó để chủ động sơ tán, di rời trước khi xảy ra sự cố, nhất là với người dân ở thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và huy động các chuyên gia, nhà khoa học khẩn trương tổ chức nghiên cứu, đánh giá cụ thể nguyên nhân sạt lở, nguy cơ tai biến địa chất tại khu vực Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 8. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập sung yếu, hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt sâu để có phương án chủ động đảm bảo giao thông và an toàn giao thông. Trong công điện, Thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể khác cho các bộ ngành liên quan và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tại Lào Cai, do mưa lớn kéo dài, vào sáng nay đã xảy ra sự cố tại cống thoát nước bề mặt của hồ chứa chất thải của công ty Đồng Tả Phời, khiến cho gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều hộ bị nước ngập vào nhà, cuốn trôi tài sản và gia súc, gia cầm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, phía công ty cùng với chính quyền địa phương đã huy động máy móc, nhân lực sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời ứng cứu, khắc phục hậu quả. Hiện nguyên nhân gây ra sự cố vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai điều tra. Công tác thống kê thiệt hại, đền bù hỗ trợ người dân sẽ được thực hiện sau khi nước rút. Song song của cái việc mà khắc phục ở tại hiện trường ở khu vực sự cố, thì công ty sẽ tiến hành khi đảm bảo an toàn thì công ty sẽ tiến hành cùng địa phương, cùng bà con sẽ kiểm kê các cái việc thiệt hại gì đó, nên các cái biện pháp về khắc phục sau cái sự cố cũng như là cái đền bù thiệt hại cho bà con. Thế còn về lâu dài thì công ty là sẽ phải khoanh vùng được cái sự cố đó, khắc phục cũng như là ngăn ngừa. Tại Lâm Đồng, tình trạng sạt trượt đất xảy ra trong tuần qua đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân và cả tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước Đông Thành. Từ ngày 1 tháng 7, thì đơn vị thi công đã phát hiện tại khu vực đồi sườn phải
đập chứa nước Đông Thành xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng khoảng từ 20 cho đến 30 cm, kéo ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của 3 hộ dân. Đến cuối tháng 7 thì thêm nhiều vết nứt mới tại khu vực dự án hồ chứa nước được đầu tư gần 500 tỷ đồng này. Các vết nứt ngày càng lan rộng dẫn đến sụt lún, đoạn sụt lún sâu nhất là nửa mét. Một số cấu phần của công trình bị tách nứt, trồi lên cao từ 11 cho đến 60 cm so với thiết kế. Hiện tại thì nhiều vị trí đất quanh khu vực hồ thủy lợi Đông Thành vẫn tiếp tục nhão ra và sạt trượt. Đầu tiên là phải làm cái thoát nước. Trong khu vực này thì phải có thoát nước mặt và thoát nước ngầm. Thoát nước mặt là ở những cái rãnh trượt phía bên trên đỉnh thì chúng ta phải có cái giải pháp để đưa nước sang cái khu vực khác. Cái thứ hai là ở cái rãnh, ở cái mặt trượt thì chắc chắn là phải có những cái giải pháp để mà thoát nước ngầm. Như vậy là nước sẽ không tác động đến cung trượt này và cái quá trình trượt nó sẽ chậm lại và diễn ổn định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục. Các khu vực được ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai bao gồm công trình hồ chứa nước Đắk Nơ Tinh, công trình đường Hồ Chí Minh tại đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, khu vực sạt trượt Bon Bucrac, Bon Buprang 1A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Do ảnh hưởng của mưa lũ, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái đã có trên 80 căn nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, đã có 3 người thiệt mạng. Toàn huyện bị mất điện do nhiều trạm biến áp và cột điện bị đổ. Xã Hồ Bốn hiện vẫn đang bị cô lập. Chị Giàng Thị Khua may mắn thoát khỏi cơn lũ dữ, nhưng tất cả tài sản tích cóp bao năm cùng ngôi nhà của gia đình đã trôi theo dòng nước lũ. Cảm thấy may mắn, cảm thấy biết ơn vì cả nhà vẫn được đoàn tụ và không phải tìm một người chỗ này, một người chỗ kia. Tại xã Hồ Bốn có 20 ngôi nhà bị cuốn trôi, 100 nhà bị sập, 6 ô tô và 70 xe máy bị cuốn trôi chưa được tìm thấy. Toàn bộ tầng 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị vùi lấp, trường trung học cơ sở và trường mầm non cũng bị sạt lở. Hiện nay thì về vấn đề bố trí nhà ở cho tạm thời cho người dân thì hiện nay là đang bố trí tại các cái nhà cộng đồng và các cái hộ liên quan người nhà người thân để các hộ đấy ổn định về cái sinh hoạt. Ở huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại nặng nề nhất là các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn. 80 ngôi nhà bị sập hoàn toàn cùng nhiều tài sản hoa màu bị cuốn trôi. Quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải có trên 100 điểm sạt lở. Đối với những người dân mà bị mất hoàn toàn nhà cửa rồi là hư hỏng nhà cửa để đảm bảo không người dân nào bị đói, không người dân nào thiếu ăn hoặc không có chỗ ở, không có mặt. Cái thứ hai nữa đó là tập trung khắc phục hệ thống hạ tầng giao thông cũng như là hệ thống điện lưới quốc gia để kịp thời chi viện và ứng cứu cho các cái địa bàn đang chưa khắc. Hiện nay huyện Mù Cang Chải đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ cho các hộ dân. Để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải tiếp tục cử lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ, cảnh báo thông tin kịp thời đến tận các thôn bản, sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Liên quan đến sự cố mưa lớn vừa qua khiến cho hàng chục ô tô bị đất đá tràn lấp, mắc kẹt tại Sóc Sơn, Hà Nội, thì hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã cho biết nguyên nhân ban đầu về vụ việc này. Theo đó thì do trong những ngày qua lượng mưa lớn đã dẫn tới một số xã có rừng xảy ra hiện tượng sói lở đất gây ngập úng cục bộ. Đặc biệt là tuyến đường làm bằng bê tông, đường cứu hỏa thuộc đội 5, xóm Ban Tiện không có rãnh thu gom thoát nước. Lại có độ dốc lớn, bề mặt nhẵn đã tạo ra thế năng cho dòng chảy lớn, cuốn theo bùn đất đá xuống chân dốc. Khi gặp vật cản là ô tô đỗ hai bên đường thì đã gây ra ngập úng cục bộ tại vị trí chân dốc. Hiện thì các biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở vẫn đang được tích cực triển khai. Có ý kiến cho rằng là sự cố xảy ra còn có nguyên nhân từ một số công trình xây dựng. Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, xác định rõ ranh giới, lập hồ sơ xử lý các hạng mục vi phạm. Trong các ngày từ ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 2 tháng 8, thì khu vực Đông Bắc của Trung Quốc và Bắc Kinh đã hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong vòng 140 năm qua. Đợt mưa lớn kỷ lục này đã gây ngập lụt làm gián đoạn giao thông đường sắt, khiến cho 3 đoàn tàu chở hơn 1.000 hành khách đã bị mắc kẹt trong hơn 100 tiếng đồng hồ. Mưa lớn khiến cho cây cối bị gãy đổ, nước ngập khiến cho việc di chuyển bằng tàu hỏa bị tạm dừng. Các đoàn tàu đang trên hành trình từ Nội Mông tới Bắc Kinh đã bị mắc kẹt tại nhà ga cách Bắc Kinh hơn 50 km.
Hành khách trên tàu đối mặt với rủi ro bị sạt lở đất, bị chập điện lưới cao thế ở phía trên của đoàn tàu. Tệ hơn nữa, nhà ga cũng bị cô lập với bên ngoài do hệ thống liên lạc bị gián đoạn vì thời tiết xấu. Nhân viên ga tàu đã phải huy động thực phẩm tại chỗ để hỗ trợ cho các hành khách. Ngay sau khi mưa ngớt, nước ngập rút đi, thì hơn 500 cảnh sát và lính cứu hỏa đã được điều động khẩn cấp để sơ tán hành khách từ ga tàu tới điểm lánh nạn tại một thị trấn gần đó. May mắn là sau hơn 4 ngày mắc kẹt, toàn bộ hành khách đã được sơ tán một cách an toàn và không có ai bị thương trong vụ việc. Vâng, đợt mưa lũ kỷ lục đi qua, người dân tại các tỉnh thành ở miền Bắc của Trung Quốc sau khi đi sơ tán đã trở về dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại kinh tế lớn, khiến cho hành trình ổn định cuộc sống của họ còn gặp nhiều khó khăn. Sau hơn một tuần lũ lụt nghiêm trọng, buộc người dân phải rời khỏi thành phố Trác Châu ở miền Bắc Trung Quốc, các cư dân mới được trở về nhà. Cảnh tượng tàn hoang trước mắt của họ khiến nhiều người không thể thốt nên lời. Tổn thất chắc chắn là rất lớn. Tất cả những mặt hàng này trong cửa hàng làm sao bán được nữa. Đối với nhiều người, khi nước lũ rút đi, những khó khăn mới thực sự lộ rõ ra. Như ông chủ nhà máy đóng gói này cho biết, số tiền thiệt hại ông sẽ phải đối mặt ít nhất sẽ là 15 triệu nhân dân tệ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một trận thiên tai kinh khủng như vậy, nên tôi đã không mua bảo hiểm trước. Cơ ngơi này là sự cố gắng cả chục năm của tôi. Trải qua lũ lụt lớn như vậy, quả thực tôi không biết ứng phó như thế nào. Tôi giờ chỉ dám ăn mì tôm từ thiện để tích cóp tiền sửa lại nhà thôi. Kể từ lúc chúng tôi được giải cứu, thì quãng thời gian khó khăn nhất vẫn còn đang ở phía trước. Chỉ riêng trong tháng 7, Trung Quốc phải hứng chịu hai trận bão lớn. Bão Talim đổ bộ miền Nam nước này hồi trung tuần tháng 7, gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ nhân dân tệ, trong khi thiệt hại do bão Doksuri lên tới gần 15 tỷ nhân dân tệ. Tác động của lũ lụt, vốn phổ biến ở Trung Quốc vào mùa hè, đã gia tăng rõ rệt hơn trong năm nay, ảnh hưởng đến hơn 7 triệu người ở nước này trong tháng 7. Dự báo thiệt hại do thiên tai gây ra cho Trung Quốc có thể còn tăng hơn nữa trong tháng 8, bởi đây là cao điểm mùa mưa. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, lượng mưa tháng 8 ở các tỉnh Đông Bắc nước này có thể tăng 50% so với thông thường. Dự báo sẽ có 2-3 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc. Còn tại tỉnh Đắk Nông, sau nhiều ngày mưa liên tiếp, một đoạn dài ta luy âm đường tránh đô thị Gia Nghĩa đã bị sạt xuống suối Đắk Rờ Tinh và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Chính quyền địa phương đang thực hiện các giải pháp cảnh báo nguy hiểm. Khu vực bị sạt lở nằm ở phía ta luy âm đường tránh Gia Nghĩa thuộc địa phận phường Nghĩa Tân. Chiều dài kéo dọc đường tránh là khoảng 100 mét. Phần lớn khối lượng đất ở ven đường đã sạt xuống suối Đắk Rờ Tinh. Tổng diện tích khu vực bị sạt lở ước chừng 3.000 đến 4.000 mét vuông. Chính quyền địa phương nhanh chóng di dời một hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tình trạng sạt lở tại khu vực này đã rất nghiêm trọng. Toàn bộ công trình phụ và phía sau. Trong ngày hôm nay, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU cho biết tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Theo Copernicus, với các đợt nắng nóng và hỏa hoạn trên khắp thế giới, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,33 độ C so với mức nhiệt kỷ lục là 16,63 độ thiết lập vào tháng 7 năm 2019 và cao hơn 0,72 độ C so với mức trung bình của tháng 7 giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2020. Nắng nóng đã xảy ra ở nhiều khu vực của Bắc Bán Cầu, trong đó có Nam Âu. Một số quốc gia ở Nam Mỹ và gần Nam Cực cũng chứng kiến nhiệt độ cao hơn mức trung bình. Các đại dương trên thế giới cũng đã lập kỷ lục nhiệt độ mới trong tháng trước, làm dấy lên lo ngại về tác động di truyền đối với các hoạt động dân cư, ven biển và hệ sinh thái. Theo dữ liệu của Copernicus, nhiệt độ trung bình trên bề mặt đại dương đã tăng lên 20,96 độ vào ngày 30 tháng 7, vượt mức kỷ lục trước đó là 20,95 độ vào tháng 3 năm 2016. Hình ảnh liên quan đến sự cố ngập cục bộ trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vào cuối tháng 7 vừa qua thì vẫn còn khiến rất nhiều người ám ảnh, các tuyến đường bỗng trở thành biển nước. Đến nay thì các đơn vị liên quan mới chỉ đưa ra được nguyên nhân sơ bộ ban đầu về sự cố này. Nguyên nhân được đưa ra là do nước ở sông Phan dâng cao, kết hợp nước từ lưu lượng không thoát được qua cống, chảy tràn lên mặt đường. Tuy nhiên, ban quản lý dự án Thăng Long cho rằng lời giải này chưa đáng tin cậy. Để có thể khẳng định nguyên nhân chính xác và có giải pháp xử lý triệt để,
đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất cần có thời gian khảo sát, nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng cho cả lưu vực và dòng chảy sông Phan, từ hạ lưu đập sông Phan đến đường cao tốc. Còn trên thế giới, các văn phòng chính phủ Mỹ ở khu vực Washington đã phải đóng cửa từ ngày hôm qua do cơn bão sắp tràn vào có khả năng gây ra lốc xoáy, gió rất mạnh và mưa đá lớn. Thông tin sẽ có trong phần cụm tin ngay sau đây. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, gần 30 triệu người sống ở khu vực từ Alabama đến phía tây bang New York có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy. Một số nơi có thể hứng chịu sức gió vượt quá 120 km/h và mưa đá lớn hơn quả bóng gôn. Thư viện, bảo tàng, vườn thú quốc gia, bể bơi và các dịch vụ khác trong khu vực Washington phải đóng cửa sớm. Hơn 2.200 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy, 5.700 chuyến bay khác đã bị hoãn. Nhiều địa phương ở Bồ Đào Nha, trong đó có thủ đô Lisbon, đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng và cháy rừng. Cảnh báo đỏ được đưa ra tại các khu vực có nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên đến từ 40 đến 43 độ C. Hiện gần 2.000 lính cứu hỏa đã được triển khai để đối phó với các đám cháy rừng hoành hành tại miền nam Bồ Đào Nha, vốn đã thiêu rụi khoảng 6.700 hectare đất và buộc khoảng 1.400 người phải sơ tán. Canada đang trải qua mùa cháy rừng kỷ lục, với hơn 100.000 km2 đã bị thiêu rụi tính đến thời điểm này, tăng gấp 4 lần diện tích trung bình đất rừng bị thiêu rụi trong một mùa. Canada hiện đang chuẩn bị đón một cơn bão mới, bão có thể mang mưa lớn, có phần kiềm chế giặc lửa, nhưng những tia sét có thể gây ra nhiều đám cháy hơn. Các đám cháy rừng tại Canada đã giải phóng 290 triệu tấn khí thải carbon, gấp đôi mức kỷ lục hàng năm trước đó.